Xin chào tất cả quý khán giả của kênh truyền hình Style TV. Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Trung. Và ngày hôm nay tôi rất vui khi được tham gia dự án sitcom Làng Loạn Nhịp. Và với cái dự án lần này thì tôi rất là vui khi được đạo diễn Trần Vũ Thủy cũng như là nhà sản xuất đã ưu ái mời tôi thực sự tham gia với một vai diễn, đó là Bình Bồng Bột. Để nói về cái vai diễn này thì tôi sẽ có một vài chia sẻ như sau, đó là khi được nhận kịch bản Làng Loạn Nhịp và với cái vai diễn Bình Bồng Bột này thì khi mà đọc xong kịch bản tôi rất là thú vị. Thực sự để mà nói với vai Bình này nó có quá nhiều thứ để mà tôi được thỏa thích sáng tạo ở trong đấy. Ví dụ sau khi đọc xong thì tôi cũng có mạn phép trao đổi với cả đạo diễn Trần Vũ Thủy cũng như là nhà sản xuất là cho tôi được xây dựng khắc họa cái nhân vật Bình Bồng Bột này nó theo một cái cách rất là riêng như thế nào. Ví dụ như là tôi đã có, như các bạn thấy, tôi đã phải nuôi tóc dài để mà có thể bổ luống được như thế này, là một cái style rất là phong cách của ngày xưa để nó gợi một cái gì đấy nó rất là gần gũi đó. Cái hai là những quần áo tôi mặc thì tôi cũng đã tự chuẩn bị cho mình, đi tìm mua cho mình những cái quần áo cũ để làm sao mà khắc họa được cái nhân vật này nó gần gũi nhất. Nhưng mà có một cái rất đặc biệt mà đến bây giờ mà tôi rất là tâm đắc và tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc về về cái điều vậy, về cái điều như đó. Ví dụ như là tôi xin đạo diễn Trần Vũ Thủy, xin nhà sản xuất, khi mà cái hôm mà chúng tôi gặp mặt nhau, khi mà chúng tôi trao đổi với nhau về kịch bản, trao đổi với nhau về cái cách khắc họa nhân vật, thì tôi có xin phép là cho tôi được nói tiếng địa phương, tức là cái tiếng mẹ đẻ của tôi, nơi mà tôi sinh ra, đó là một cái vùng quê ở ngoại thành Hà Nội, cụ thể đó là Thạch Thất. Thì khi mà cái nhân vật Bình này thì thoại thì nó thoại đúng cái màu ở quê, tức là để là sống ở quê mà thoại đúng cái màu của quê, và tôi được thoại đúng cái nhân vật, đúng cái con người của tôi, đúng tiếng mẹ đẻ của tôi. Thì thực sự là khi tôi vào cái vai Bình này rất là ngọt, rất là ngọt ngào luôn, và nó tôi không bị khinh cưỡng, không bị cương, không bị gì cả. Và tôi muốn cho cái nhân vật Bình này nó có một cái màu sắc rất là riêng, khác hẳn so với các bạn diễn của mình, cũng như là vai Gơ này, vai Tĩnh này, hay là vai Dũng này, vai Tèo này, vai Hòa hay những vai khác. Với cái vai Bình này thì cái điều mà tôi mong muốn là tôi muốn gửi gắm vào trong cái nhân vật Bình này làm sao để mà khi mà bộ phim được chiếu lên thì cái vai Bình này sẽ được đông đảo khán giả đón nhận, cụ thể là những, kể cả những khán giả ở vùng quê nhất, bởi vì nó sẽ không bị mang cái tiếng là chém cha không bằng pha tiếng, đúng không ạ? Và tôi muốn là gì, mang tất cả những cái gì nó dung dị nhất, nó đời nhất, nó gần gũi với tất cả bà con, rồi quý vị khán giả ở vùng quê cũng có thể đón nhận được một cách dung dị này, một cách đầy tình cảm và yêu thương. Và đó là cái điều mà tôi mong muốn tôi được gửi gắm trong cái nhân vật Bình. Để nói về cái vai diễn ấn tượng nhất của cái series phim sitcom là Loạn Nhịp này thì mình có một cái kỷ niệm mà trong những ngày đầu bấm máy quay xong thì bản thân tôi với cả bạn diễn của mình là Hai Tèo đã có một cái trải nghiệm, đó là hai thằng sau cái tập mà tay vị đi hát karaoke xong là tôi bị lột, hai anh em tôi bị lột hết đồ và trên người chỉ còn mỗi một cái quần đùi để mặc thôi, chỉ còn mỗi một người mặc thôi. Mà các bạn biết rằng là chúng tôi phải ở trong một cái cổng làng cũ, thế xong rồi là ở đấy là cái nơi mà rất nhiều, xin lỗi các bạn một tí, là cũng rất nhiều phân rồi của chuột này, của mèo này, của chó này, không? Nó có một cái mùi thực sự là kinh khủng. Và sau khi mà quay xong cái phân đoạn đấy, tôi thực sự là tôi phải chạy ra và ó ngoài rất là nhiều luôn. Nhưng mà để chuẩn bị cho cái vai diễn đấy, thực sự với các bạn là tôi phải đi, các bạn biết là ngày xưa nó có cái chào, nó có một cái quần rất là huyền thoại, đó là cái quần bảy màu của Thái Lan, một quần huyền thoại. Và tôi phải mất ba ngày trời để tôi đi tìm tất cả các chợ, kể cả chợ đầu mối, chợ Hà Đông hay là chợ Đồng Xuân, để tôi có thể tìm mua được quần đấy. Và cuối cùng là gì ạ, tôi đã tìm mua được quần đấy, và cái nhân vật đấy khi tôi mặc cái quần đấy lên, thực sự là nó mang đúng là cái con người ở quê. Và điều đặc biệt nhất mà các bạn sẽ thấy được ở trong cái series này là nó có một cái câu rất là cửa miệng, rất là hay, và nó là một cái kỷ vật của tôi đến bây giờ mà tôi mang ở ngoài đời và trong phim, và trong phim mà, và trong phim nó cũng được đón nhận một cách rất là riêng, đó là diện cái khăn đỏ này gọi là còn cái nịt. Tôi có thể mất tất cả mọi thứ, mất cả quần cả áo, nhưng mà tôi vẫn còn cái nịt này. Cảm ơn các bạn. Và điều cuối cùng tôi xin muốn
nói đó là tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất của tôi đến đạo diễn Trần Vũ Thủy cũng như là nhà sản xuất đã cho tôi có cơ hội được sống, được trải nghiệm ở trong cái nhân vật mình này. Và tôi cũng hy vọng rằng là khi mà xuất hiện phim sitcom Làng Loạn Nhịp của chúng tôi lên sóng thì chúng tôi sẽ nhận được nhiều hơn sự quan tâm, sự động viên cũng như là theo dõi, ủng hộ nhiều hơn của quý vị khán giả dành cho vai diễn Bình Mộc Một của tôi nói riêng cũng như là những vai diễn khác của các bạn diễn với tôi nói chung, để làm sao mà để chúng tôi có được nhiều hơn tình cảm của quý vị khán giả, nhiều hơn cái sự động lực. Đó là những cái động lực của chúng tôi tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực và phấn đấu cùng nhẫn nhiều hơn nữa cho những cái vai diễn của chúng tôi trong những tập tiếp theo, và để cống hiến cho quý vị khán giả có được những cái nụ cười, những cái cười sảng khoái nhất sau mỗi ngày lại ngày dài làm việc, cũng như là có một cái điều gì đấy gần gũi hơn, yêu thương hơn cuộc sống của mình. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn. Và để kết thúc cho cái lời chào ngày hôm nay thì xin phép quý vị khán giả cho tôi được nói cái lời chào với cái tiếng mẹ đẻ của mình, đó là xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả dành cho CD Film Sitcom, và rất mong được chào đón quý vị trở lại trong cái CD Film Sitcom Làng Loạn Nhịp của chúng tôi sẽ lên sóng trên kênh truyền hình của Star TV. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.